Xin chào tất cả các bạn, trở lại kênh Hiếu Ích Avatar nhá. Trong ngày hôm nay thì trời mưa khá là to các bạn nhá, trời mưa phùn. Trước mặt các bạn là chiếc xe hổ vồ chở xi măng các bạn nhá, chở không biết là bao nhiêu tấn xi măng cái con xe đầu kéo này. Đây, các bạn nhìn xi măng xuống bãi này. Đặc biệt là con xe này có cái màu hường các bạn nhá, màu rất chi là độc. Ở đây trên bãi hôm nay xuất hiện chiếc xe công lông ba bánh sẽ chở đá đến công trình xây dựng trong khu sóng các bạn nhé. Và bây giờ thì cô Huyền chủ bãi cát sẽ điều khiển chiếc máy xúc Komatsu BC50 này. Nữ tài xế các bạn nhé. Này các bạn nhá. Con siêu to khổng lồ màu hồng này chở không biết là bao nhiêu tấn, để ra hỏi chủ bãi xem là con này chở bao tấn. Con xe siêu tải này chở 34 tấn xi măng các bạn nhá. Bây giờ là chiếc xe công lông vô cùng quen thuộc lại xuất hiện đây các bạn nhá. Bên này chở gì đây? Phải lui từ ngõ nhá, chứ không à, cái chỗ đấy này quay được cái gì. Hai bác tài xế đang hội ý để ai đi vào ngõ trước các bạn nhé. Lát này xuất hiện 3 chiếc xe công lông rồi các bạn nhé. Bây giờ chở tận đâu? Bạn múc đang múc em về.
bây giờ là một chiếc xe công lông chở xi và hai chiếc xe công lông sẽ chở đá các bạn nhé. Tấn xi măng lên là cần phải bê cái thùng ra các bạn nhé. Cô Huyền ơi, cô lên cô che xe xi vào đi, nhìn sốt ruột. Hai xi măng các bạn nhá. Phải nói là con xe này rất chi là khỏe. Trời bắt đầu mưa khá là lặng hạt rồi nhá các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ bám theo chiếc xe của ông chở một khối đá đến công trình trong thôn xóm các bạn nhá. Lần này thì con ngõ nó rất chi là nhỏ. Nên là một lát nữa các bạn sẽ được xem là chiếc xe của ông của chúng ta lùi với chữ đỉnh cao của các tài xế này nhá. Qua cái ống kính như đã nha các bạn nhá. À, các bạn có thể thấy đá rơi ra rất nhiều nhá.
mình sắp ướt hết rồi đấy các bạn nhá. Đây là các bạn hãy ủng hộ mình thật nhiều hơn bằng cách là đăng ký kênh mình nhá. Năm nay tuy trời mưa nhưng mà các công trình vẫn phải công trình bình thường, khá là trách nhiệm. Sau xe này cũng khá là nguy hiểm các bạn nhá, vì là gạch rơi, khi là đá rơi. Có thể là chúng ta đi vào trong con ngõ này. Nhớ gửi nhờ ông xe tí nhá. Các bạn này nên tổ đi vào trong này. Lên hết rồi. À, trong này là cái công trình xây ngôi nhà khá là rộng các bạn nhá. Ở một cái video cách đây độ khoảng 2 tháng có review cho các bạn xem ở trong này là 3 chiếc xe công nông kiểu gạch. Tính đến tận bây giờ thì chủ nhà mới bắt đầu xây nhà. Mình lau qua cái ống kính đi các bạn nhé, ướt qua rồi. Quay để làm gì đấy? Quay để đưa lên TV ạ. Cái con ngõ này nó rất là nhỏ các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ cho kênh YouTube.